Quý vị vừa theo dõi xong bản tin thế giới trên kênh 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Khuyến mãi đặc biệt, mua một tặng một cho khách hàng của HT Mobile, mua một điện thoại LG Kyocera hoặc Samsung tặng ngay một điện thoại LG HD 156 trị giá 1.290.000 đồng và 300.000 đồng vào tài khoản. Nhanh chân lên, số lượng có hạn. HT Mobile. Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi mang đến một vị khách mời cho quý vị, đó là nghệ sĩ ưu tú Yên Ngoan, một người con của Tây Nguyên, của núi rừng Buôn Mê Thuột, và đặc biệt anh cũng có một điểm chung với nhân vật của chúng ta, đó là anh cũng là người ED. Và chúng tôi nghĩ rằng là anh đến với gia đình của nhân vật kỳ này cũng như tham gia chương trình của chúng ta là một điều vô cùng thú vị. Vâng ạ. Xin chào anh, và anh có lẽ là cũng có thường xuyên về thăm quê nhà mình không ạ? Vâng, tôi là thường xuyên đấy chị ạ. Dạ. Vâng, bởi vì đây là mảnh đất quê hương của tôi mà. Dạ. Về tuần giao cắt đốn không thể bỏ được. Dạ. Đây là đi đâu rồi mảnh cũng đất phải. Nó gắn liền với máu mủ của mình. Dạ. Vâng. Mình ở đây em nghe cái địa danh là Krông Búc. Vâng. Anh giải thích cái tên này được không? Krông có nghĩa là... Krông tức là sông. Sông. Dạ. Tóc là búc. Búc. Vâng. Vâng ạ. Có nghĩa như dịch cho mềm mại. Nó đẹp lắm chị ạ. Vâng ạ. Cái địa danh ở đây là nó có một cái tên tức là Krông Búc. Mà phải nói là cái địa danh đó là đẹp nhất của Buôn Mê Thuột này. Là suối tóc đúng không? Nghe rất là mềm mại, rất là nên thơ. Rất là thơ. Vâng. Dạ. Và anh có thể nói là sống trong hai nét văn hóa rất là đặc trưng. Một nền văn hóa của dân tộc ED và một nền văn hóa của dân tộc Kinh, anh đều rất là quen thuộc đúng không? Vâng anh, ạ. Anh có thấy nó khác nhau nhiều không? Nói chung là về cái mặt tín ngưỡng á chị. Dạ. Về mặt tín ngưỡng thì giống nhau thôi. Dạ, đương nhiên. À, về cái mặt sắc thái thì nó có khác nhau. Ở cái chỗ là mỗi cái địa phương, mỗi vùng dân tộc nó khác nhau. Ở cái chỗ là một bên á thì mình còn thờ cúng trời cúng đất á. Dạ, đúng cùng rồi. Cúng vàng. Dạ. Vâng ạ. Thí dụ như là mình đang đứng ở đây thì đây là một cái mảnh đất rẫy vườn của họ, thì thường thường hàng năm hàng tháng họ cúng đất nè. À, họ cúng trời. Cúng đất cúng trời. Bởi vì mình có được cái miếng ăn, mình có được cái gì mình sống. Dạ, một thì cũng sống. Nhờ là trời phù hộ cho mình. Vâng. Hay quá. Cho nên là còn cái anh người phổ thông mình thì dạ. Thì có những người ta đạo Công giáo, có những người ta đạo Phật. Dạ. Cho nên là cũng đều là một cái di tâm điều tốt, cũng là mang ơn cho ông bà tổ tiên cũng từ đất từ sông từ. Và phải nói một cái nét đặc sắc nữa đó là người ở trên mình rất là hay có những lễ hội, đặc biệt là rất là rộn ràng, cồng chiêng lễ hội và mọi người rất là hay có những cái đêm múa hát nhảy múa vô cùng là ở đây rộn ràng. Có một cái tố chất của người dân tộc bản xứ, người dân tộc Tây Nguyên mình ấy. Dạ. Là cái sự đoàn kết rất là cao. Đúng rồi. Đoàn kết rất là cao, cho nên là ở đâu có cái cộng đồng á, lớn á, thì ở đó thì có cái lễ hội. Dạ. Có cái lễ hội nó gắn liền với lại văn hóa. Ừ. Nó gồm có văn hóa cồng chiêng, văn hóa ăn uống, văn hóa sinh hoạt, văn hóa trai gái. À. Rồi có những cái tập tục là họ cưới nhau đó chị. Dạ. Họ cưới nhau, họ đánh cồng chiêng, họ thách đố với nhau những muôn vật này muôn vật kia. Phải nói là đời sống tinh thần vô cùng phong phú anh nhỉ. Vâng ạ. Dạ. Vâng ạ. Bây giờ tất cả nhà khoa học và nghiên cứu văn hóa đó thì người ta rất là thích về văn hóa của đúng người dân rồi, tộc Cao Nguyên. Dạ. Vâng. Bây giờ thì mình đầu tiên là Đỗ Thụy phải mời anh nghệ sĩ Tú Yên Ngoan là tham gia trong chương trình này. Với tư cách khách mời chúng ta đầu tiên phải đến nhà của nhân vật cái đã. Vâng ạ. Và hy vọng là tối hôm nay nếu mà được may mắn của chương trình á thì là sẽ được tham gia một cái lễ hội nào đó mà có cả anh tham gia được không ạ? Vâng, quá tốt đấy chị ạ. Vâng ạ. Và mình là bản địa ở đây mà. Dạ. Thì lúc nào cũng gặp nhau ở đây. Dạ. Vâng, rất cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi trở lại nhà của nhân vật. Vâng. Vomina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Lên đây anh ha. Cái này là một cái bậc thang rất là đặc biệt, cũng đẽo bằng cây luôn. Đúng rồi, cái này bằng gỗ xưa đó em. Dạ. Vâng. Vâng, cảm ơn em. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không anh? Cái này nó thể hiện cái sự giàu nghèo. Ừ. Trong một cái nhà đó hoặc trong một cái làng đó, nó thể hiện cái sự giàu có. Nếu mà giàu thì cái cầu thang sẽ như thế nào? Nếu mà giàu có thường thường là cái nhà đó mà giàu có sang trọng thì bao giờ có cái cầu thang ấy.
Bởi vì cái dân tộc ED của tôi là chế độ mò hệ mà. Dạ. Lấy họ mẹ. Ừ. Vâng. Lấy họ mẹ. Thì cho nên là tất cả các con đều lấy họ mẹ. Dạ. Thì tượng trưng là một cái nhà đó là nhà có chủ. Nhà là chế độ mỏ hệ. Dạ. Tức là nhà nó có chủ của phụ nữ. Sự thịnh vượng nữa đúng không? Và, dạ. Cảm ơn em. Rồi, mình đi vô trong. Vâng, em mời em, mời em. Đây ạ, chủ nhà đây. Chào ông ạ. Ông già bố mới cả. Xoay mà. Dạ. Prang mất à. Dạ, thôi prang mà không mà. Không khỏe lắm đâu, bởi vì ông không những không khỏe mà ông còn điếc nữa. À, ông không có nghe rõ hàng chị em đó không có. Ngạc ngơ, cái tai điếc. Tụi con là đến từ chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước. Phong tì gà rìa, rìa chư nì ngùi, chẳng cộng dinh bật bức mrô. Dạ, vô đây thấy nhà của ông rất đặc biệt là vì cái nhà sàn là một ít khi nào tụi con rất được nhìn thấy cái nhà sàn. Phong yong tay buồn prong gà rìa anh gặm thọc ra ô sang đê phô, sang trè phô. Và vì sao mà ở đây người ta lại phải sử dụng nhà sàn anh hả? Đúng phong tục tập quán của người cao nguyên Việt Nam. Dạ. Thì xưa nay thì thường thường người ta hay dùng nhà sàn em ạ. Dạ. Nhà sàn là thứ nhất là nó chống ẩm. Hai nữa là cũng mình cũng tránh được cái muôn thú. Ngày xưa là ở đây là người ta nói núi là núi rừng nhiều cho nên núi rừng nhiều, muôn thú nhiều. Cho nên là nhà phải cao, cột phải cao. Và còn bếp lửa sao giờ này không nấu gì mà vẫn có bếp lửa trong nhà? Bếp lửa nhà mình nhé, thường thường đồng bào dân tộc ED của tôi không bao giờ ngớt lửa, mà ngớt lửa là có một cái điểm gì đấy, cho nên là cái tập tục của đồng bào mình luôn luôn có một cái củi lớn ở trong nhà, ba cái quả đá như vậy làm thành một cái để mà cái thế rất là vững chắc, như một cái cột nhà. Nó gọi là cái kiềng ba chân mà. Dạ. Cái kiềng ba chân, sau đó là ba cái củi rất lớn. Họ đốn ngoài, họ đốt hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Vâng. Đây cũng có nữa nè anh. Vâng. Cái bếp nữa cái nè. Đó là bếp con đó em. Dạ. Vâng, bếp con. Nhưng đó mà là bếp mẹ, bếp cái đấy. Vâng. Ông ở nhà với ai? Hả? Ông ở nhà với ai ạ? Không, tôi bật sàng lại. Có ai ở nhà không anh? Đó, có con. Ủa, đây hả anh mới? Ừ. Chào anh. Anh là con trai thứ mấy của ông cụ? Là mối của mũ đây nè. Anh có nói được chút tiếng... Có nói được tiếng Việt mình đấy. Dạ. Rồi anh năm nay bao nhiêu tuổi? Đức Vi Tuân mọi. Nhiều rồi. Nhiều là bao nhiêu? Không biết đâu. Đức Tuân là? Tháo vào thì... ông này gần 40 tuổi rồi. Ồ vậy hả? Gần 40 tuổi rồi. Và Rồi sinh sống trong gia đình mình như thế nào anh hả? Biết lấy tiệm trẻ sinh ngã rồi hả? Để đi nạp tiền. Ồ, nạp tiền. Cuộc sống mình ở đây cũng khó khăn lắm. Khó khăn lắm, cực khổ lắm. Dạ. Và chủ yếu là chắc mình cũng làm nương, làm rẫy hả anh? Bên này nên trẻ khăn nạp ma nạp bức hả? Dạ lấy. Dạ. Bà cụ đâu rồi ông? Vợ của ông á. Ti, Mỹ nào lại? Biết Mỹ nào? Mỹ là... bà đi rẫy rồi. Bà đi rẫy rồi. Thôi bây giờ chắc một cái việc không thể thiếu nữa đó là mình phải dạo quanh một vòng căn nhà để xem tình trạng căn nhà. Rồi như thế nào còn... Đúng đây, không? Rồi. Hướng dẫn cho em xem căn nhà của mình. Cái này là... cái tại sao mà nó cứ chồng chất từng miếng lên anh hả? Cái này hả em? Dạ. Cái này là quá trình của ông cụ làm. Đây là một cái nền nếp của một cái ông lão thành người ED. Cái nhà này làm được lâu chưa ạ? Lâu rồi. Nhà này nếu như tôi không nhầm thì cái nhà này cũng ngoài 60 tuổi rồi. Dữ vậy hả anh? Dạ. Bởi vì cái tôi nhìn cái cột kèo với lại cái da trâu này. Cái này là tấm da trâu ạ? Vâng ạ, cái da trâu này thì ông phơi ở đây cũng phải là ngoài. Cái này chính là cái trống của ống á, mà bị nát rồi. Vậy hả? Mà cái trống không phải dễ gì nát đâu. Không phải dễ nát thì trống đâu. Mà ông làm mà nát cả cái trống như thế này. Có chắc chắn là cái căn nhà này cũng phải ngoài 60 tuổi. Hay quá. Vâng. Như vậy là cái nhà này chắc cũng phải đã sửa nhiều lần đúng không anh? Tức là phải có tại vì em thấy có những cái tấm phên, tấm liếp che nó bị hở ra rồi. Chắc chắn là đây là nhà này cũng có sửa nhưng mà sửa chắc một lần. Yeah, bởi vì nhà này cũng
Nếu tôi đi nhiều nhà ở cao nguyên này á, bìa có những nhiều nhà người ta tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà riêng cái nhà này chắc là nhà khó khăn đấy. Bởi vì theo tập tục của đồng bào dân tộc mình, cuộc sống của nhà sàn đó, thì bấy lâu nay đấy em thấy những người đồng bào mình thì nếu mà có chân tay mạnh khỏe, cụ già mà còn khỏe, người ta còn có cái nhà, có miếng ăn miếng mặc rồi. Như bây giờ thì các cụ nhà mình thì bây giờ cũng yếu đuối rồi đó. Em không nhìn được cái bề dày lịch sử của căn nhà này, nhưng mà em thấy được rằng cái tình trạng hiện giờ thì rõ ràng là cũng rất là khó nè. Anh thấy là những cái tấm che mưa, em nghĩ tấm này để che mưa, ở trên nóc nhà cũng có dựng gác những cái cây nghiêng qua để mà có thể... Mà chắc chắn là đây là nó dột đó em. Nó dột đó, nó dột, dạ. Nó nhục. Mà theo tôi là những cái nhà đồng bào này nè. Thì ông cụ này ngày xưa là ông cũng tham gia cách mạng mà. Dạ. Ông quá trình như vậy đó, cũng bị địch bắt đó em. Tù đầy. Cho nên là cụ sau khi mà hoàn thành nghĩa vụ của mình cuộc cách mạng thì ông về làng về xóm thì chắc ông không kịp trở tay để làm được một cái nhà ghê dựng lại. Anh sẽ đi đến đây nhé. Anh làm gì? Anh chia tay em. Anh tại sẽ sao? Đến cái chỗ một cái nhà cộng đồng, anh sẽ có một cái món quà vậy tặng hả? Cho mọi người. Rồi chắc chắn như là vậy một thì điều đó. Em sẽ đi ra ngoài kia tranh thủ gặp bà cụ, còn anh thì chuẩn bị. Ha. Anh phải chuẩn bị. Rồi em tạm biệt anh nha. Gặp lại anh sang. Dạ, em chào anh. Cảm ơn em. Mẹ em đâu? Đây hả? Ủa? Mẹ em đây nè. Con chào bà. Bà nghe được tiếng con nói không? Được không? Anh hỏi được chứ. Được không? Được ạ. Được không? Ừ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy mươi rồi? Không biết nữa. Không biết. Chẳng lại không biết được. Bà năm nay không nhớ luôn tuổi của mình. Rồi bà đi làm rẫy, bà thấy bà có vẻ già lớn mà bà vẫn đi làm rẫy hả? Đứng vô đây cho em hỏi. Rồi. Dạ. Ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi. Rồi có, tức là đi lên nương rẫy làm cái gì? Sắc cỏ gì nữa. Trồng cây. Trồng cây. Bà đi làm như vậy là mấy giờ là bà ra khỏi nhà? Mấy giờ ra khỏi nhà? Gọi là 7 giờ, 8 giờ đó, chiều cái gì đó. Rồi chiều khi nào muốn về hay là? Muốn về là về, thì muốn về ở đó là ở đó. Về rồi có đi làm rẫy thì có kiếm sống được không hay là chỉ tự... Kiếm sống đi đâu mà. Bán đi hả anh? Tức là thu hoạch trái cây hay là cái gì đó? Thu hoạch đi đâu mà. Rồi bán đi lấy tiền hay là tự sống thôi? Là bán đất là bán đời, là không bán đâu bán đất đâu mà là trong cây là có ấy có quả đúng không, có quả thu hoạch được thì rồi thôi. Bây giờ bà đi về và anh sẽ cùng với em đưa bà qua chỗ nhà cộng đồng, thì ở đó có một cái niềm vui bất ngờ, một món quà bất ngờ dành cho bà. Đi phía nào đi? Đi qua nhà cộng đồng. Nhà sang chỗ rằng cánh đồng đi. Thẳng nhà anh nè. Nhà anh Hoàn á? Còn nhiều tí. Kính thưa với tất cả bà con buôn làng của mình, ngày hôm nay thì chúng tôi đến từ chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước, và sau khi mà làm việc tại nhà của nhân vật chúng tôi là gia đình của ông Y Dung đây, thì đã đi đến một cái quyết định cuối cùng, và xin thưa điều này với gia đình cũng như là trước mặt tất cả bà con ở đây, là vài hôm nữa thì chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước sẽ có một đội ngũ những người thợ xây đến xây dựng căn nhà mới cho gia đình của ông bà. Và đó là một niềm vui. Niềm vui thứ hai nữa là trong cái sự kiện này thì chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp đến cái chương trình nghệ sĩ ưu tú Y Ngoan, và ngày hôm nay anh cũng sẽ có mặt ở đây với tất cả chúng ta. Hôm nay tôi đại diện cho anh em nghệ sĩ của cao nguyên đến với lại những căn nhà mơ ước khoảng 1-2 tháng nữa. Thì chúng ta sẽ có một cái căn nhà nhỏ cho ông già. Đây là một cái tấm lòng của anh em những người doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng cho ông bà một cái căn nhà tuy rằng là nhỏ nhưng mà tấm lòng cũng có nhỏ. Như vậy thì bây giờ ngay trong giờ phút quan trọng này thì có thể là nhờ anh Y Ngoan là thông báo một câu ngắn gọn rằng là sắp tới đây sẽ có một căn nhà mới cho gia đình. Nói với ông Y Ngoan được không ạ? Bria cái này xa đoàn làng ông mò sạc điện nhớ. Mà sẵn rồi á hả? Ít đi! Ông phát ngang rồi!
Bắc Ngàn. Rồi bây giờ thì chắc là mọi người nôn nóng lắm rồi, anh phải tặng bà con cái gì đi chứ ạ? Có sang mua nhà ông sắp bài hả? Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Có sẵn một cái lần mua nhà nạp được chiếc trang ra hả? À, một tay lấy thuốc chị mà đọa ra thuốc, cứ trông na bán chị mà tiền, bỏ trông hả chị mà tiền buồn sàn. Xem tay về, xì xem tay à, xem mà xa xí buồn đầy là chắc cái tim mi ở buồn đầy ơi. Còn cô cơ hàng thì bây giờ cơ chát cơ bar xì mơ ngã cơ tràn giang rùi kinh rình xì phá grâm rung cung rung y phá chinh buồn câu. Hãy thuốc chi mà đói ác hôn, cứ trông na bán chi mà đi, bỏ trông hả chi mà thiê buồn sáng. Xem tay vây, xì xem tay á, xem mơ sẽ xì buồn tay là chắc đi tìm mê ở buồn tay ơi. Kecar kebar si mengat tentang yang roy, kengring si bagram rum, umrungi bacin buat kau. Siam masih si pun tengah, mak kiti mi buat kau. Siam kiti mi. Oh,
ràng câu chuyện của ngôi nhà mơ ước đã vượt ra khỏi cái giới hạn tự thân của nó. Đó là chuyện của sự chia sẻ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn một căn nhà. Những cảm xúc và suy tưởng động lại sau những câu chuyện của nhân vật không chỉ lưu giữ trong ta niềm trắc ẩn khó nghèo. Nơi đây, ta gặp một chân dung khác của cuộc sống đã được khắc họa. Đó là bản sắc, là tinh hoa, là nguồn cội của cả một bề dày văn hóa từ truyền thống, từ cộng đồng đương đại gìn giữ và lưu truyền. Hơn 60 dân tộc anh em chung sống hòa hiếu và thuận thảo trong gian sang hình chữ S mang tên Việt Nam Hòa Bình. Mẫu số chung của những giá trị khác biệt đó là tình đoàn kết và tôn vinh những tinh hoa đẹp đẽ từ đời sống và văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc anh em. Ngôi nhà mơ ước đến được với những vùng đất này, tìm hiểu và cùng chan hòa với cuộc đời các nhân vật của mình, không ranh giới màu da, vượt mọi giới hạn của ngôn ngữ. Thông điệp báo chí được truyền đi không chỉ là giá trị an sinh của chương trình, trong mạch ngầm khó diễn đạt, vang động trong tâm tưởng từ tiếng chiêng cồng, từ lời ca điệu múa ché rượu cần của người Ê Đê, chúng ta cảm nhận hiển hiện sự nối kết thiêng liêng, nghĩa đồng bào của người Việt Nam. Và từ đó mà ta yêu sự thống nhất và hòa bình hôm nay.